Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Chương trình hôm nay của chúng tôi sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người có công nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Chung cư trung cấp, phân khúc mới được nhiều khách hàng lựa chọn. Để phòng ngừa những rủi ro về người, thiệt hại về tài sản do sét đánh gây ra vào mùa mưa bão, phóng viên đã có cuộc trao đổi với ông Lưu Minh Hải, giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai về nội dung này. Sau đây là nội dung chi tiết chương trình, mời quý vị và các bạn cùng quan tâm theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, tối ngày 26 tháng 7, các cấp bộ đoàn toàn tỉnh đã đồng loạt tổ chức lễ thắp nến tri ân tại 17 nghĩa trang liệt sĩ và 24 nhà bia tưởng niệm trong tỉnh, với phương châm mỗi ngọn nến một tấm lòng, mỗi đoàn viên thanh niên một việc làm ý nghĩa thiết thực. Tại nghĩa trang liệt sĩ phường Nam Cường, thành phố Lào Cai, Tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ, những người con của Lào Cai đã chiến đấu, hy sinh trên các mặt trận để bảo vệ độc lập dân tộc. Tham dự lễ tri ân có đồng chí Hà Thị Nga, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh và đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng lãnh đạo các sở ban ngành của tỉnh, đặc biệt là sự có mặt của hơn 600 đoàn viên thanh niên đại diện cho tuổi trẻ Lào Cai. Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu đã kính cẩn dâng hương, hoa với cờ đỏ sao vàng lên đài tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Thay mặt thế hệ trẻ toàn tỉnh, đồng chí Giàng Quốc Hưng, Bí thư tỉnh đoàn đã đại diện cho tuổi trẻ các dân tộc Lào Cai, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ và xin hứa sẽ tiếp tục phát huy sức mạnh tinh thần và trí tuệ của tuổi trẻ, mang hết sức trẻ xung kích, tình nguyện, sẵn sàng đi bất cứ nơi đâu, làm bất cứ việc gì khi Tổ quốc và nhân dân cần. Tiếp bước cha anh, tuổi trẻ Lào Cai tích cực thi đua lao động học tập, quyết tâm giữ gìn, xây dựng và bảo vệ quê hương, đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh. Với tâm niệm mỗi ngọn nến một tấm lòng, hàng nghìn ngọn nến và những nén hương thơm đã được các đại biểu và đoàn viên thanh niên thắp lên từng phần mộ, thể hiện sự tri ân, đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sĩ. Khi tham gia chương trình này thì thực sự em rất là xúc động bởi vì là nhờ có công ơn của các anh hùng liệt sĩ thì chúng ta mới có ngày hôm nay ạ. Trong mỗi một cá nhân, đối với cá nhân mà hoạt động công tác ở bất kỳ cơ quan nào cũng thế thôi, thì là cái việc đầu tiên để thể hiện của chính bản thân mình là phải hoàn thành tốt, xuất sắc cái nhiệm vụ mình được giao. Và đấy cũng là một cái hành động mà nhỏ để góp phần vào hoàn thiện cũng như là xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu đẹp hơn. Lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ được tỉnh đoàn Lào Cai tổ chức hàng năm vào dịp 27 tháng 7 nhằm thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa của tuổi trẻ đối với thế hệ cha anh đã hy sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc, trách nhiệm của tuổi trẻ trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn hiện nay. Tại nghĩa trang liệt sĩ phường Duyên Hải, lãnh đạo Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Lào Cai cùng hơn 200 đoàn viên thanh niên đã đặt vòng hoa thắp nến tri ân tại các phần mộ tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ. Sau nghi lễ dâng hương, các đại biểu và đoàn viên thanh niên tham gia màn nghệ thuật truyền thống Ký ức thời hoa lửa. Lễ thắp nến tri ân là dịp để Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc thành phố bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ cha anh đi trước, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, tự hào dân tộc cho các thế hệ trẻ. Tại huyện Bát Sát, đông đảo đoàn viên thanh niên, cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang và các cháu học sinh cũng vừa tổ chức lễ thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Trong không khí trang nghiêm thành kính, các đại biểu đã dâng hoa, dâng hương, thể hiện lòng tri ân, tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương, hy sinh cả tuổi thanh xuân của mình
cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đoàn cũng đã báo công và nguyện hứa sẽ tiếp bước các thế hệ cha anh thực hiện tốt nghĩa vụ và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, khẳng định vai trò của tuổi trẻ Bát Sát trong xây dựng quê hương, đặc biệt là trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Tại huyện Bắc Hà, tối ngày 26 tháng 7, các đồng chí lãnh đạo huyện Bắc Hà và đông đảo đoàn viên thanh niên trên địa bàn đã tham gia lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đoàn viên đại diện cho gần 20.000 đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ, đồng thời báo cáo những kết quả nổi bật trong công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi trong thời gian qua. Nguyện hứa ra sức phấn đấu xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp văn minh. Sau phút mặc niệm, các đồng chí lãnh đạo huyện và đoàn đại biểu, các đoàn viên thanh niên trên địa bàn huyện đã dâng hoa, thắp hương và đốt những ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ trung tâm huyện. Tối ngày 26 tháng 7, huyện đoàn Sapa cũng đã tổ chức lễ thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sĩ huyện. Trong không khí trang nghiêm xúc động của buổi lễ, các đại biểu và đoàn viên thanh niên đã dâng hương, dâng hoa và thắp nến tri ân trên các phần mộ liệt sĩ, bày tỏ lòng thành kính và biết ơn sâu sắc với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân. Buổi lễ tri ân góp phần tuyên truyền, giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước, đặc biệt là thế hệ trẻ. Thưa quý vị, những năm qua, các cấp, các ngành, địa phương trong tỉnh đã tập trung thực hiện tốt các chính sách và chế độ ưu đãi của Đảng, Nhà nước đối với người có công với cách mạng. Đời sống vật chất tinh thần của gia đình thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ từng bước được nâng lên. Đó không chỉ là nét đẹp truyền thống của dân tộc mà còn là nguồn động lực quan trọng để các gia đình người có công nêu cao ý thức tự lực tự cường, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước tại địa phương. Sau 5 năm thực hiện pháp lệnh người có công, tỉnh Lào Cai đã thẩm định, công nhận và xác nhận mới cho 1.641 người có công và thân nhân người có công được hưởng chế độ. Từ đó nâng tổng số người có công trên địa bàn tỉnh là trên 25.000 người, trong đó trợ cấp thường xuyên cho gần 3.800 người. Công tác chăm sóc gia đình người có công với cách mạng đã thực sự trở thành nét đẹp truyền thống của Đảng bộ, chính quyền, đồng thời là nghĩa cử cao đẹp của mỗi người dân Lào Cai. Năm nào thế cứ được những cái ngày này, dù là thương binh nhẹ hay nặng là đều được là Đảng, Nhà nước và các cơ quan chính quyền, các ban ngành tổ chức và tuyên truyền để anh em chúng tôi có những cái phần là đỡ bớt đi cái nỗi đau đớn. Chiến tranh là phải dũng cảm và khi về đời thường là phải tính toán về kinh tế, lao động. Cái đời sống giờ nó nâng lên thì mình lại phải tìm cái cách đời sống của mình nó nâng lên. Tính toán và tôi phải làm ra. Nhà thì cũng chỉ có 2 tầng thôi. Mới chỉ có 2 bàn tay về làm thôi. Thì trong thời gian tới, đối với Đảng bộ và chính quyền thị trấn thì chúng tôi tiếp tục thực hiện các cái nhiệm vụ làm sao đảm bảo được là theo cái chủ trương của Đảng, Nhà nước là các cái hộ gia đình có mức sống bằng hoặc cao hơn cái mức sống của các cái nhân dân ở khu dân cư. Thì chúng tôi tập trung vào chỉ đạo Mặt trận Tổ quốc rồi các cái ngành đoàn thể xuống thường xuyên thăm hỏi, động viên rồi cùng với các cái gia đình để tháo gỡ những khó khăn, đặc biệt là khi mà gia đình khó khăn thì chúng ta tiếp cận các nguồn vốn về lao động sản xuất, về việc làm vân vân để cho tạo điều kiện cho con em, con cháu các cái gia đình chính sách này có những cái thuận lợi nhất để nó đảm bảo cái cuộc sống. Cùng với việc quan tâm trực tiếp đến các gia đình chính sách, các địa phương trong tỉnh đã chú trọng việc xây dựng, tu bổ, sửa chữa, nâng cấp các công trình ghi công liệt sĩ, công tác tiếp nhận, di chuyển hồ sơ, đính chính thông tin, di chuyển hài cốt liệt sĩ, giải quyết đơn thư đều được các địa phương chú trọng giải quyết kịp thời, đúng quy định. Theo điều tra rà soát người có công khó khăn về nhà ở theo quyết định số 22 của Chính phủ, toàn tỉnh Lào Cai có 2.855 hộ thuộc diện cần hỗ trợ. Trong đó cần làm mới là 1.450 hộ, sửa chữa là 1.405 hộ, với mức hỗ trợ làm nhà mới là 50 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa là 20 triệu đồng mỗi nhà. Đến thời điểm này, các địa phương đang tích cực đẩy nhanh tiến độ xây dựng và hoàn thiện sửa chữa nhà ở cho người có công nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh Liệt sĩ. Xét duyệt các cái gần 2.000 cái hồ sơ để xét mới để cho hưởng cái chế độ người có công với cái mạng. Thứ hai nữa là tập trung cho cái hoạt động về cái hoàn thiện cái cổng thông tin điện tử
về mộ liệt sĩ, nghĩa trang liệt sĩ để thuận lợi cho cái việc tra cứu của nhân dân trong cả nước, đảm bảo để cho 100% người có công là được hưởng đúng đủ kịp thời về các cái chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước, và đặc biệt là không để sót các cái người có công mà không được hưởng các cái chính sách. Để tiếp tục thực hiện tốt chính sách chăm sóc người có công trên cơ sở huy động mọi nguồn lực xã hội kết hợp với nguồn lực nhà nước, đảm bảo người có công có mức sống từ trung bình trở lên, theo nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng, tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu duy trì 100% hộ chính sách người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng có mức sống trung bình hoặc cao hơn mức sống trung bình của người dân nơi cư trú. Cho đến nay, 100% xã phường thị trấn của Lào Cai được công nhận và duy trì được danh hiệu xã phường làm tốt công tác thương binh, liệt sĩ và người có công. Chính những nỗ lực cùng những kết quả nổi bật toàn Đảng bộ tỉnh đã đạt được trong việc thực hiện chính sách với người có công, với cách mạng trong suốt nhiều năm qua đã thể hiện truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc đối với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì sự trường tồn của dân tộc Việt Nam. Tối ngày 26 tháng 7, Ban tổ chức Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật tỉnh Lào Cai lần thứ 6 đã tổ chức lễ trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại cuộc thi. Dự lễ trao giải có đồng chí Giảng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Hội thi Sáng tạo Kỹ thuật lần thứ 6 năm 2018-2019 ở vòng thi cấp tỉnh có 28 đề tài sáng kiến, giải pháp thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, điện tử và viễn thông, cơ khí, tự động hóa, xây dựng và giao thông vận tải, vật liệu, hóa chất, năng lượng, nông lâm, ngư nghiệp và tài nguyên môi trường, y dược, giáo dục và đào tạo. Tại buổi lễ, ban tổ chức đã trao 3 giải nhất cho các nhóm tác giả Nguyễn Văn Khánh, Nguyễn Tiến Dũng, Trần Văn Cường, Tạ Tuấn Vũ, Sở Nội vụ Lào Cai với giải pháp nâng cao hiệu quả, đánh giá chấm điểm chỉ số cải cách hành chính các sở, ban, ngành, ủy ban nhân dân huyện, thành phố của tỉnh Lào Cai. Nhóm tác giả Vũ Quang Huy, Nguyễn Mạnh Đức, Phạm An Hùng, Nguyễn Đức Điệp, Nhâm Ngọc Hà, Ngô Kim Anh, Hoàng Thị Hải Đường, Bệnh viện Đa khoa tỉnh với giải pháp cải tiến dụng cụ và kỹ thuật nội soi nạo VA. Nhóm tác giả Lục Quang Tấn, Trần Nhật Tân, Trần Đức Thắng, Nguyễn Anh Tuấn, Nguyễn Thành Lâm, Nông Hạnh Phúc, Trần Tuấn Anh, phân hiệu Đại học Thái Nguyên tại Lào Cai với giải pháp xây dựng hệ sinh thái học tập tiếng Anh trực tuyến. Cùng với đó, ban tổ chức cũng trao 6 giải nhì, 5 giải ba và 4 giải khuyến khích. Nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai đã tặng bằng khen cho 13 tác giả, nhóm tác giả của các giải pháp đoạt giải nhất, nhì tại hội thi, 2 tập thể và 1 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tuyên truyền tổ chức hội thi. Phát biểu tại lễ trao giải, đồng chí Giàng Mạnh Nhà, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh khẳng định, hội thi sáng tạo kỹ thuật được tổ chức đã tạo ra một phong trào thi đua lao động sáng tạo trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công việc. Để hội thi tiếp tục có sức lan tỏa và hiệu quả hơn, đồng chí Giàng Mạnh Nhà yêu cầu, thời gian tới, các cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, đơn vị, trường học trong tỉnh và ban tổ chức hội thi cần tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của hội thi, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo trong cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, cần có cơ chế, chính sách động viên và khuyến khích cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thực hiện các ý tưởng sáng tạo trong công việc và tham gia cuộc thi. Thưa quý vị và các bạn, trong phóng sự gần đây, chúng tôi đã phân tích về nguyên nhân thị trường bất động sản Lào Cai chầm lắng. Trong bối cảnh đất nền dự án vẫn bị khách hàng khá thờ ơ, thì một phân khúc mới đang được nhiều khách hàng có nhu cầu về nhà ở thực sự lựa chọn, đó chính là chung cư giá rẻ. Thay vì mua đất nền dự án xây dựng theo thiết kế, ông Vũ Mạnh Thắng, tổ 3 phường Kim Tân, thành phố Lào Cai lại quyết định đầu tư mua một căn hộ rộng hơn 70m² tại chung cư Techco. Vì theo ông Thắng, với số tiền trên dưới 1 tỷ đồng như hiện nay, việc mua nhà chung cư hiện đại văn minh lại nằm ngay trung tâm thành phố là điều rất hợp lý. Cái đầu tư ấy, thì mình đầu tư ở cái đất nền thì nó giá trị nó cao. Ví dụ tương đương miếng đất như thế thì mình lại phải thi công xây dựng lên một cái nhà tương đương bằng cái tiền nữa. Nhưng vì thay vì đấy thì bây giờ mình có nhà sẵn thì mình đầu tư một cái
chung cư mình không phải xây nắp gì nữa. Cái tiện của nó là mình mua là mình được sử dụng ngay. Đấy, cái nhu cầu đầu tư là nó hợp lý, đầu tư về giá tiền là nó hợp lý. Dự án nhà ở chung cư nằm tại phường Kim Tân, thành phố Lào Cai do tập đoàn Techco đầu tư từ năm 2018. Đây là chung cư trung cấp đầu tiên được đầu tư tại thành phố Lào Cai. Việc chung cư nằm ở vị trí ngay trung tâm thành phố với thiết kế căn hộ hiện đại, giá cả hợp lý, phù hợp với lao động trung bình. Đây là những lý do khiến nhiều khách hàng đã đặt mua ngay từ khi dự án mới được khởi công. Hiện tại mặc dù chưa hoàn thiện nhưng đã có 2/3 trên tổng số 374 căn hộ đã được bán cho khách hàng với giá dao động từ hơn 800 triệu đến 1,4 tỷ đồng tùy diện tích sử dụng. Từ năm 2018 đến giờ thì là rất thôi động. Đến hiện thời điểm này với cái dự án của chúng tôi là dự án chung cư Techco Tower Lào Cai thì đến thời điểm này cũng rất là tốt. Cái phân khúc mình đưa vào là cái đánh giá thị trường ấy thì là cũng bán được đến thời điểm này gần 2/3 so với tổng dự án, tổng căn hộ của mình đặt ra. Anh Vũ Huy Hoàng, người có 20 năm làm nghề môi giới bất động sản phân tích. Mặc dù hiện tại thành phố Lào Cai có rất nhiều tập đoàn lớn đầu tư thực hiện những dự án bất động sản quy mô lớn, tuy nhiên nhiều khách hàng rất khó tiếp cận bởi từ lúc mua đất đến lúc hoàn thiện nhà ở thì họ phải bỏ ra trên dưới 2 tỷ đồng. Thay vào đó, họ lựa chọn mua nhà chung cư với ưu thế giá rẻ, view đẹp. Ở thị trường Lào Cai thì cái việc mua bán nhà đi để chuyển vào mua chung cư thì là rất là nhiều. Người Lào Cai thì rất thích view ở những cái tuyến đường đẹp, ví dụ như đặc biệt như đường Hoàng Liên. Họ bán đi, thứ nhất có hai vấn đề. Thứ nhất về chỗ để ô tô ở cái nhà hiện nay họ đang ở, hoặc là cái chỗ đấy, địa điểm đấy là đang kinh doanh rất là tốt thì họ sẽ cho thuê hoặc là bán đi. Cho thuê khoảng 5-10 năm chẳng hạn, hoặc họ bán đi, họ vào mua một căn chung cư họ để họ ở. Thứ nhất là về mặt tiện nghi và tất cả các thứ nó rất là thuận tiện. Ngoài Techco, tập đoàn Bitexco sắp tới đang triển khai một dự án nhà ở chung cư nằm ở khu đô thị Bắc Cường. Chủ đầu tư cũng đang kỳ vọng rằng dự án này sẽ thu hút sự quan tâm của khách hàng, đặc biệt là những người có mức thu nhập ở mức trung bình, có nhu cầu về nhà ở thực sự. Thời gian qua, các trận mưa lớn đã xuất hiện kèm sấm sét, đã gây thiệt hại về người và vật nuôi tại một số địa phương. Trước thông tin, chị Trần Thị Kim, sinh năm 2000, dân tộc Phù Lá, cư trú tại thôn Mom Đào, xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, tử vong do sét gây ra khi sử dụng điện thoại có kết nối sạc pin. Phóng viên thời sự đã tới gia đình nạn nhân để xác minh cụ thể. Sau khi vụ việc xảy ra, chính quyền xã đã báo cho cơ quan công an huyện Bảo Thắng để điều tra vụ việc. Theo các nhân chứng, khi vụ việc xảy ra, các thiết bị điện khác trong nhà đều không có dấu hiệu hư hỏng. Vì vậy, nguyên nhân do sét đánh gây ra theo thông tin được đưa ra trước đó là không chính xác. Trước sự việc đau lòng trên, người tiêu dùng cần lựa chọn mua thiết bị điện, thiết bị sạc tại những nơi có uy tín, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, không sử dụng trong lúc trời giông sét để tránh những tai nạn đáng tiếc có thể xảy ra. Dù vụ tai nạn vừa qua xảy ra tại xã Thái Niên, huyện Bảo Thắng, nguyên nhân tử vong không phải do sét đánh, song trên thực tế đã có khá nhiều trường hợp tử vong do sét đánh khi đang sử dụng thiết bị điện tử. Để phòng ngừa những rủi ro về người, thiệt hại về tài sản do sét đánh gây ra vào mùa mưa bão, phóng viên Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai đã có cuộc phỏng vấn với ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Lào Cai về nội dung này. Trước tiên, xin cảm ơn ông đã nhận lời tham gia cuộc phỏng vấn của chương trình. Xin ông cho biết thì thời gian vừa qua trên địa bàn tỉnh Lào Cai thường xuyên xuất hiện hiện tượng sét đánh gây thiệt hại về người và tài sản. Ông có thể lý giải cái hiện tượng này nguyên nhân là do đâu không ạ? Ở Lào Cai chúng ta là do cái điều kiện địa hình đồi núi khác nhau nên mưa, dông xảy ra là rất bất thường. Lào Cai thì đối với những cái trận dông sét mà ngành khí tượng thủy văn chúng tôi ghi nhận được thì sét hay đánh vào những cái nơi gò cao này, rồi những cái trạm biến áp, khu vực coi như là có nhiều khoáng sản ở dưới lòng đất. Để giảm thiểu những thiệt hại do hiện tượng sét gây ra, tránh thiệt hại gây hậu quả, thì ông có thể đưa ra những cái khuyến cáo, cảnh báo hoặc là những cái nguyên tắc nào để người dân cần phải chú ý để phòng tránh không ạ? Một là đối với về khoa học thì người dân lên thường thường là lắng nghe các bản tin dự báo để nắm bắt tình hình thời tiết trong ngày. Thì ngoài ra thì có những cái phòng tránh dông sét cũng là phải có những cái kinh nghiệm phòng tránh. Đặc biệt mà khi người dân mà đang làm trên ngoài đồng
trên nương rẫy. Nếu gặp mưa dông thì ta cần tìm nơi trú ẩn an toàn, đặc biệt là không tụ tập thành nhóm đông người này, tránh xa các đường dây tải điện chạm biến áp này, rồi là không trú mưa dưới gốc cây to, vì đây là những cái tâm điểm mà sét thường hay đánh xuống, đặc biệt là bà con nông dân khi chăn thả trâu trên núi đồi mà cảm thấy khi trời sắp chuyển mưa dông thì lên lùa trâu bò về chuồng. Thưa ông, đối với mạng lưới điện và đồ dùng điện tử thiết bị trong gia đình thì thường xuyên là bị hư hỏng do sét gây ra, đặc biệt là đối với một vài trường hợp thì có thể gây tử vong khi mà dùng điện thoại di động có kết nối sạc pin, thì ông có thể đưa ra những cái cảnh báo như nào ạ để phòng tránh không? Đối với hiện tượng mà sét đánh vào các cái hộ gia đình thì đối với các cái gia đình xây cao, xây to thì nên làm cột thu lôi để chống sét. Thì còn ngoài ra thì để đảm bảo an toàn khi đang xảy ra mưa dông thì các gia đình tốt nhất là lên ngắt nguồn điện vào những cái tài sản có giá trị như là tivi rồi là tủ lạnh. Theo tôi nghĩ để đảm bảo an toàn thì người dân trong lúc trời có mưa dông thì cũng không nên dùng điện thoại di động. Vâng, xin cảm ơn ông đã tham gia trả lời các câu hỏi của Đài Truyền hình Lào Cai. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Lào Cai. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.